kiếm cái chuyện gì? Lo coi nhiều video kênh nước sao TV tao thấy mày láo lắm đúng không? Trời tụi mày muốn gì? Tụi mày lên. Mày sao? Tụi mày sao? Ê, bỏ ra, từ từ nói. Gì? Thôi anh em, về. Rồi nó về, đi về thôi. Mới thức không dạ? Ừ, mới thức nè. Đi ra đây qua đây làm gì quậy nữa hả? Dạ tới nhà tôi không có làm gì đâu, xuống nói chuyện chế gì vui. Mà em kể chế nghe chuyện dạ? Này nè. Chuyện gì? Chuyện gì nữa vậy hả em nội? Nãy em với thằng Bo đi trên đường chùa bà á. Chị hả? Bị băng trẻ trâu kiếm chuyện. Ghê vậy? Ừ. Bên đó đi mấy thằng? Dạ ba thằng chứ. Rồi em nhảy ra kịp thời em căng ba luôn. Dạ không chứ. Em đưa tiền cho bọn nó. Trời ơi, vậy mà tôi tưởng ông nhảy ra ông căng cả ngăn chặn kịp thờ, ông căng ba. Em cho mỗi đứa 10.000. Mỗi đứa 10.000 luôn? Dạ. Vậy bay 30. Dạ, tốn tiền lắm chứ. Tình hình vậy không thể để cho tôi nói chắc lòng vậy chứ. Chứ có cách nào để tụi con khắc phục được không chứ? Khắc phục để có biện pháp thì à. Một, hai, ba, bốn, năm. Trời ơi, năm cái à. Rồi ok. Yếu gì sao như các bạn à. Mấy thanh niên này nào giờ có tập thể lực gì đâu. Con bự này vô duyên nha con, đi coi. Đi gặp chủ người ta đang thích cấp, đi tới đi lui rồi. Vợ vậy bị mấy thằng trẻ trâu bắt nạt rồi, đúng rồi. Cứ chậm anh em. Đi không đi. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm. Rồi, thở đi. 15 cái hay không? Ừ, 15 cái giỏi. Trời ơi, hôm nay cũng yếu quá. Trời ơi, tầm 15 cái nhìn mặt kìa. Có tầm 15 cái anh khủng gì. Thì nãy giờ là hít đất ha các bạn. Bây giờ mới nhìn mấy thanh niên trẻ trâu đó hít đất ớm quá. Bây giờ chuyển sang mình cho nó hít xà các bạn. Gọi là hít xà đơn nha. Phải hít xà đơn nên tăng chiều cao không chứ okay. Con lùn quá con muốn tăng. Ok, tiền nó lùn nên hít cái này là nó bảo đảm cao. Ngoài ra có tác dụng gì nữa không chứ? Còn có sức dẻo dai nữa, rất là trâu. Đu là cứng khừ luôn, như mấy con tinh tinh nữa thấy không? Mấy con dượng vậy đó. Một con dượng đầu tiên sẽ hít xà đơn ngay các bạn. Không biết mấy cái này nữa. Không được cái quá. Kéo hay dưới. Thôi, tới càng hạ xuống thấp một chút nữa cho. Cho mình tiền, tiền đó nó lùng. Dạ, tới tiền lên mấy cái. Gian được hai cái mà hai cái không có đúng kỹ thuật nữa. Một, trời ơi, ông đạp ở dưới lên chưa được cái nữa các bạn. Cái nó coi, cố gắng nó coi. Đây là nhúng rồi, đi ra, tới thằng kia. Em bé. Bôi rồi, trời ơi, sợ ta dữ nha. Dữ ra, ghê ghê. Cao lên. Cao thì đưa cao lên. Cái không? Sao kỹ thuật cờ không lung đưa? Sao kỹ thuật cờ không lung đưa? Ừ. Thả từ từ lên. Nó chung cái miệng ra làm gì trời. Cố lên. Rồi thua rồi các bạn ơi. Thì các bạn ơi, tụi nhỏ bây giờ nó đu không nổi các bạn. Yếu quá. Yếu quá các bạn. Nên chế cho nó sợi dây thun các bạn. Sợi dây thun này chịu tải cỡ 55kg các bạn. 55kg gì đó. Chế 60 đúng không? Rồi bắt đầu là Giang mẫu nhất. Đây là Giang sẽ lên nha các bạn. Giang đã con hết mấy cái? Dạ hai. Hai cái mà hai cái nó cũng không đúng kỹ thuật nữa. Không nói ăn Giang cái đúng đĩa là con cái rồi. Rồi kéo dài xuống, đạp dò lên. Nửa bằng dò thêm. Rồi đạp xuống. Đạp hẳn xuống. Rồi dò kia thọc vô. Nó bánh được vai lên đóng nhà. Rồi dẫn lên đây nha. Đạp hẳn xuống rồi. Giang không ra. Đúng cái thật nè, rồi đập mạnh xuống đây. Rồi đó. Cỡ rồi. Cố lên.
Hôm nay chế rèn luyện thể chất cho mấy thằng trẻ trâu nó xem TV nha các bạn. Đúng rồi, nó bị trắng lột về để cho nó có lực để phòng thủ các bạn. Nhìn Giang ghê không các bạn, Giang Mai ghê không? Cố lên Giang Mai. Lên đều tay, không có lên kiểu một tay trước, tại sao? Không cố. Trời. Nghe âm thanh gì vậy? Hên à. Hên là giả với đích giả lên nè. Nó giả trong càng kháng giả lên là giờ này Giang Mai xong luôn các bạn. Quá cố gắng rồi. Ok, cảm ơn tiền dương cho sự cố gắng của Giang Mai. Lên thì lên thức khoát, còn hạ xuống thì ta nhẹ nhẹ, hiểu không? Vậy mới đúng kỹ thuật. Còn cái hít thở gì đó, lên là thở, xuống hít. Đây, lên thở miệng nha. Từ từ bấm. Bấm cái đạp vô luôn. Lên thở tay, thả hết tay. Thả hết tay. Thở luôn, hết luôn. Cố lên. Tụi con thêm mày đó bò. Lên. Nhìn tiền rồi anh em. Rồi, tiền nó lùng rồi các bạn. Một, hạ xuống. Lên. Hai. Ba. Bốn. Sắp lên luôn. Bốn, thôi chạm đi. Lên đi, lên cái nữa. Cố lên. Rồi, ok. Mập lắm bạn. Lên nói là. Mình đang cố gắng từng ngày các bạn. Nè. Thấy chưa? À dạ. Này là con chùa huyền thoại trong MV Tùng Chùa nha các bạn. Thì cái bước thứ ba các bạn đó là tập tay các bạn. Rồi ok. Nhẹ nhẹ thôi. Xích ra một chút. Tựa lên, lấy cái này nè, tựa lên. Đừng có tựa đầu gối, cái cuộn trỏ này vô đây, xích ra một chút. Chỉ cần tựa mày đây. Rồi. Nói không? 1, 12 cái đi. 2, hạ từ từ. Lên. Lực mạnh lên. À, từ từ, dứt mạnh lên. Đó, các bạn thấy không? Dứt mạnh lên. Rồi. Ba. Chín. Mười. Mười một. Người đánh thở, hết thở đều. Rồi, cố lên. Rồi, thôi không gắn. Mười một. Tới tiền đó các bạn. Bố đây. Hai. Rồi, không đừng cái luôn rồi. Trời. Thiệt luôn hả các bạn. Thiệt đừng cái luôn kìa, làm lại ơi. Cố lên. Ôi trời, lại xuống tuốt dưới xong kém lên. Trời ơi. Đó, bình tĩnh lại. Rồi. Rồi, gọi xuống. Đừng có làm tổn thương. Đừng thẳng tay quá. Con to lên, phá khớp tay cho rồi. Cho bạn coi chuột, lấy cái này ra. Chuột, đâu rồi chuột. Nó bị chặn. Rồi, nó bị chặn. Đúng rồi, để con nó cố được cái nào. Cố lên, quen. Đừng cừ. Ơi, Giang ăn kéo lên. Kéo lên. Rồi, thở một. Không kéo nha. Không trái, kéo lại không được. Ok, nếu không được thì tôi còn một món này nữa. Còn cái món này nữa. Rồi đây. Một, nó yên rồi đó. Không, đứng thẳng người đi. Thẳng lưng lên. Thẳng lưng lên. Hai. Nhìn các bạn nghe ông nội. Trời, giờ tập trung đi. Ba. Nhìn tại với nhìn bạn làm gì. Bốn. Đó, đó dễ hơn phải không? Đeo này dễ hơn các bạn. Đeo đó dễ. Năm. Thay vì mà thằng Tiền bỏ tay xuống mà nó nghiêng xuống ra làm bọt. Nó đang lấy đà. Cố lên. Còn cái nữa, cái này chắc tụt quá. Tụt hơi quá. Mấy rồi? Hết nổi à. 7 cái rồi. 7 rồi. Nãy là tập tay hả các bạn. Bây giờ chuyển sang tới tập cơ bụng nha. Rồi, mời Giang lên. Ngồi giống tư thế cũ. Dỡ cái này lên.
xúc cái đồ vô. Kẹp xúc. Rồi, mạnh xúc. Dây. Quách quách. Ê, 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 ê. Rồi, bỏ tay xuống đấy. Cong bụng lại. Tới đây thôi, không lên nữa. Không hạ xuống nữa. Này. Có độ cong bụng, không thẳng ngực quá. Đó, 4 muối rồi đó. Chuẩn bị về nữa nè, 8 muối. Ở dưới có 2 muối thẳng rồi. Chết rồi. Rồi. Cho nó thở một cái rồi cho nó ra, nó lăn đuối. Ngã một cái bịch luôn trời. Rồi, bắt đầu nó gượng lên. Lên. Gượng lên rồi cái tay. Nè, lên nè. Lên. Lên. Ổng lên luôn. Ổng lên luôn. Thì lên ổng nổi luôn. Thôi vậy thôi. Rồi, không, ngồi luôn. Rồi, chấp tay sau gáy. Cái rồi hạ nhẹ xuống rồi. Nhẹ ngưng hơi nhiêu thôi. Lên. Rồi 1 xuống nữa. 2. Vậy đi. Cú xuống. Cú đi cái bụng bia của nó. Mà lớn uống bia hả mày? Cái này nó không uống bia á bạn, mà nó ăn cơm quá cái bụng kìa trời. Ù mỡ sáu muối luôn kìa các bạn. Muối mỡ luôn mà nhìn nó rõ quá. Đó chứ. Rõ bạn. Rõ luôn kìa các bạn. Rõ không cục luôn. Rồi ông tiền rồi bạn. Muối lộ ra 6 muối gõ luôn kìa. Người ta người trên 20. Rồi ngưng 20 thôi. 20 mình tập tới chiều luôn vậy. Tới bước cuối cùng các bạn. Đó là đấm bao cát nè các bạn. Mình sẽ hướng dẫn trẻ trâu của mình đấm bao cát nè các bạn. Rồi mà để đấm bao cát nó không bị tổn thương tay thì mình phải có bao tay nè các bạn. Rồi ok đưa bao tay đây. Tiền. Rồi, tiền đưa đây, ai là người đầu tiên? Rồi, tiền của ông, tiền cho nó xung phong đi các bạn. Mình sẽ xẹp vào cho mình trước đi. Cơ bắp không ấy các bạn. Trẻ trâu mà, mày chặn đường tao hả, xin tiền tao hả. Sốt. Tiền đây, cổ này. Cổ này, cổ này, cổ này. Đấm nó, tiền đây, đấm nó, tiền đây. Đấm nó, tiền đây, đấm nó, tiền đây. Hay, hay. Mày bị trắng lọc nhiều lắm nè, nên nó thù lắm. Đó, mắc 10 ngàn, hôm qua 2 chục, bữa nay 10 ngàn, 3 chục. Nó trắng lọc rồi đó bò. Trắng lọc rồi đó. Đấy bò, bò đánh rồi. Đánh rồi, điên luôn rồi. Chết rồi điên rồi. Rồi, tới gian nha các bạn. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Đẹp. Đúng rồi. Mệt thôi. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Đúng.